bước chân vào môi trường đại học năng động, để có thể thích nghi và phát triển, tôi đã thay đổi rất nhiều, cả về kỹ năng và con người mình. Đó là cả một chặng đường rất dài, khi giảm trọng lượng của mình từ 70kg xuống còn 55kg. Biến mình từ một cậu học trò non nớt trở thành thủ lĩnh của một tổ chức sinh viên. Và trong suốt quá trình ấy, tôi nhận ra rằng mình luôn luôn cần học hỏi từ mọi người xung quanh. Cho đến hiện nay, khi đồng sáng lập F1 và tham gia vào công tác đào tạo, mỗi giờ giảng, mỗi học viên đều là nguồn động lực khiến tôi phải cố gắng hàng ngày để hoàn thiện bản thân mình. Tham gia phân phối ứng viên tài năng 2015, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được gặp gỡ, học hỏi từ các vị ban giám khảo, được tranh tài với những thí sinh vô cùng tài năng. Đến với đêm chung kết ngày hôm nay, tôi mang đến đây một con người tự tin, chấp nhận thử thách, dám thất bại và dám thành công.